chơi xin. Cô làm việc nhá. Ngồi nhé xin. Rồi, được rồi. Rồi. Không. Ừ. Ngọt mà. Ăn nữa hả? Ông bố đi, bố đi chặt này. Ông bố nhá, không rớt này. Ông bố rớt nhá. Rồi, rồi. Nào em ạ. Đây. Đây gì đó à. Nè. Đấy. Chị này. Chị nhìn bố chơi đâu này. Bạn nè. Sợ hả? Đấy. Sợ xin sợ. Xin sợ đây, này. Ừ, đó. Đó. Đấy. Bò. Đấy. Thôi vô đi. Vô nhá. Đi. Xin đợi bố cắt cái này nhá. Biết quả này có gì không to. Ừ. To cho báo luôn. Mới đi chợ về mua biết quả này quả như quả mận mận gì á. Ừ. To không? To bằng đầu của con rồi đấy. Cứng để bố lấy quả mềm mềm ngon ngọt không nhá. Khó cắt quá. Đấy. Mình xin ngồi xuống đây nào. Xin ngồi xuống đây. Bố cắt cho. Ui ngon à. Vớt rồi. Hơi chua. Ừ, quả này hơi chua. Đúng quả đào ấy. ngon nha. Nhai kìa. Ngon không? Chị ăn ngon không? Thấy ngon không? Đây. Này, cho bố này, cho bố, cho bố, bú cho, đưa vỏ đây, ném vỏ đây bố nào, đây đây, cho bố nào, được rồi, à, ném vỏ cho bố đi nào, nhà vỏ đây, đúng rồi, giỏi đấy. Ngon nhỉ, chị ăn có vẻ ngon đấy. Bố cắt thêm cho xin nhá. Nào con ăn đi, con ăn của con đi, con ăn của con đi đã. Con ham đi. Ừ. Con ăn của con đi. Bị to lên, bị to ăn luôn. Đợi quá. Ăn ngon không? Cái ăn đi, chu cái miệng lên nó ăn. Ăn đi con. Đấy, không thích ăn. Bóc vỏ. Quả này bóc vỏ khó lắm. Cắn mạnh à, con cắn này, đúng rồi đấy.